Hôm nay em có xanh Nam Điền ôm tiểu cảnh là hơn 7 đồng. Lộc Vừng hoàn thiện là hơn 4 đồng. Muốn giao lưu với các bác. Em chọn ra 10 cây xanh Nam Điền dạng ôm tiểu cảnh bông tản vân đã hoàn thiện. Dòng xanh Nam Điền lá nhỏ da vàng. Cái hàng thứ hai này là Lộc Vừng. Giá là hơn 4 đồng. Cũng là dòng đã hoàn thiện. Được bấm lá đi để mùa xuân này nó lên lộc mới. Thì cách mua bán bên em là mỗi cây em sẽ đánh mã số và báo giá rõ ràng cụ thể. Giá bên em báo là bao ship đến tận nhà mọi người Mọi người thấy uh, cây nào ưng ý Giá hợp lý Thì mình uh, nhắn tin hoặc gọi điện cho em Qua số zalo hoặc số điện thoại Mà em ghi ở trên góc màn hình kia Em sẽ gửi lại cây qua dịch vụ cây cảnh của Viettel Mình uh, nhận hàng kiểm hàng Và thanh toán tại nhà giúp em Mình uh, mở bát với cây lộc vừng S1 mọi người nhé Cây có chiều cao là 40cm Mã S1 là 450.000 đồng Em bao phí ship Dòng lộc vừng lá dài hoa đỏ người so sánh độ to nhỏ với lại lon bia giúp em à, Cây đã hoàn thiện và thuần chậu rồi Mọi người có thể thấy là cây nằm chậu rất là lâu nên là đã tạo lên một cái rêu, rêu xanh rất là đẹp Về mình chỉ việc bỏ vào cái chậu đẹp nữa là mình chơi luôn Mình chơi chậu chơi thả nước đều được Tiếp theo là mã S2 mã S2 cũng giá là 450 ngàn Bao phí ship cho mọi người Hàng củ bệ đẹp rồi đấy Còn những cái dây nào mọi người có thể tháo ra rồi Cây đã chịu dây rất là lâu rồi cái hàng này về một tuần sau nó lên lọc đỏ rất đẹp nhé mọi người nhé Đây là ngắt lá để cho ra lọc mới Mã S2 cũng 450.000 đồng bao phí ship cho mọi người Cây này có chiều cao cơ bản là 40cm mọi người nhé Mã S3 này thì thấp hơn mà S3 này chỉ cao 30cm thôi Nhưng cây quần quại Thế bác nào thích cây mà nó nhỏ nhắn, thân nó quần quại, nhiều đầu Nhìn khá nghệ thuật này thì mình lấy cây S3 nhé S3 cây lộc vừng thuần trậu cũng 450.000 đồng À, bao phí ship cho mọi người Dòng này khi gửi làm em sẽ gửi cái bầu rêu xanh bên trong cho mọi người thôi nhé Không có chậu đâu à, cây dáng uh, huynh đệ đấy Đây là mã S5 cũng 450 ngàn đồng Bao phí ship cho mọi người Hoàn thiện Bầu rất đẹp Về mình chỉ việc để lên ban công Rêu xanh mướt Rồi lên lọc là chơi luôn Không phải làm gì cả Mã S5 450 000 đồng Bao phí ship cho mọi người một cây lộc vừng hoàn thiện Cái dòng lộc vừng này siêu khỏe Mọi người có thể vứt nó lay lắt Vứt nó chán chê nó vẫn sống Phần trăm nhiều Tiếp theo là mã S6 Mã S6 cũng chỉ có 450 000 đồng à, Bao phí ship cho mọi người Đấy cây dáng rất rất là đẹp Duyên dáng cây nào cũng có quỷ củ bệ đẹp Mọi người về là nó sẽ bật lên cái lọc đỏ đỏ như này này tất cả những cây này là em đều tuyển chọn cây có dáng rất đẹp, không cây nào bị đơ cả. mỗi cây mỗi dáng, mỗi thế mỗi kiểu khác nhau. mọi người ưng dáng nào thì mình lấy cái dáng đấy. mã tiếp theo là mã S8 nhé mọi người nhé. mã S8 này em cũng bán chỉ có 450.000 đồng bao phí ship cho một cây lộc vừng dáng dấp duyên dáng, củ bể đẹp, đã hoàn thiện chỉ việc bỏ chậu chơi, chỉ việc đem về tưới nước đợi lộc bật lên mình chơi cái lứa lọc mới này cực kỳ đẹp ngoài ra thì mình cũng có thể phối vào cái núi và cái tiểu cảnh nhà mình được mã này là mã S9 mọi người nhé đấy cũng một cây hoàn thiện cái cây này thì cái phần cổ áo nó hơi bị chìm mọi người về mọi người khuyết khuyết cái phần đất ra cho nó rõ cái phần cổ đấy ra Thì đây là một cây dáng và bệ củ liền lạc rất là đẹp mọi người nhé bông tàn hoàn thiện chỉ việc chơi thôi mã S9 450.000 đồng bao phí ship cho mọi người à, bây giờ mình đến cây cái... lộc vừng đẹp hơn một chút đây là một cây long dáng giá 550 trăm năm ngàn rất đẹp rất nghệ thuật củ bệ bông tàn hoàn thiện à, cây này thì cao khoảng 45 cm mọi người nhé 550 năm trăm năm ngàn mã S10 một cây lộc vừng dáng long hoàn thiện dáng rất đẹp không đơ rất nghệ thuật bỏ chậu chơi luôn Vâng, đây là mã S11 Vâng, mã rất là đẹp Cây nhiều đầu Cây nhìn rất là ấm, quan quại Cũng chỉ có 550 ngàn thôi mọi người nhé Cây rất là nghệ thuật 550 ngàn Một cây cực đẹp cho các bác Về chỉ việc chơi thôi Tháo dây ra Cây có đường thân xoắn vận Củ bệ đẹp Rất là ấm tàn Mã S11 550.000 đồng bao phí ship cho mọi người Về phối chậu đẹp cái là nhìn đẹp hơn nhiều lắm à, Tiếp theo cũng là một cây lộc vừng rất là duyên dáng đấy mọi người Mã S12 mã này cũng là 550.000 bao phí ship cho mọi người Dáng dấp đẹp, củ bẻ đẹp, bông tàn hoàn thiện Về chỉ việc chơi Rêu tự nhiên luôn, không cần phải đắp Để chậu lâu rồi nên rêu rất là tự nhiên Về mọi người xịt xịt ẩm vào Nó lên lọc đỏ nữa vào cái chậu đẹp nữa Chơi tuyệt vời luôn Mã S12 nhé mọi người nhé Hàng tuần chậu lâu rồi nên là rất là khỏe Không như hàng đánh đất Cái cây to này là S13 nhé mọi người nhé Cây này là ghi cái số nó hơi xấu tí nên khó nhìn Mã em đọc là S13 nhé mọi người nhé 550 000 một cây rất là to Củ bệ to Cây cao 50cm dáng dấp đẹp không đơ khúc nào S13 nhé 550 000 bác nào thích to củ Ủa bệ đẹp à, Dáng rất đẹp đấy Mà cây hơi bay Hơi siêu một chút Còn còn đây là dòng xanh nam điền Ở ôm tiểu cảnh, Giá là 790.000 Ship đến tận nhà Lựa chọn toàn những cây ký vào đá Và cây nó có độ bay Chứ không phải ngồi vào đá Hay là ôm tựa vào đá mọi người nhé Bông của nó là bông tản vân Nhìn rất là đẹp Mã này là mã S14 Mỗi cây này có chiều cao cơ sở là 45cm Cái phần bay của nó thì cũng tương đương thế Mọi người có thể nhìn từ phía trên cao là cây đã rất là hoàn thiện rồi bông tàn thì đầy đủ các mặt rất là ấm không thiếu không đơ những cái dây này nó đã chịu rất lâu rồi mọi người về hoàn toàn có thể tháo ra khi tháo ra thì mọi người có thể dùng cái dây kẽm kéo để cho nó đúng về vị trí mình dùng cái kéo bấm kéo tỉa hàng ngày mình có thể nhấn nhá mình giật mình tạo cho nó cái bộ chi răm dày dặn là mình chơi toàn bộ là dòng nam điền lá nhỏ ra vàng đồng và nó ôm cái viên tiểu cảnh này là viên tiểu cảnh cốt của nó là cốt bằng xỉ Và bên ngoài quét là giống như viên đá nhân tạo S15 mọi người có thể xem cái đường thân của cây Không có bị đơ và rất là rụt dịp Bông tàn thì cũng đã hoàn thiện Dễ thì ôm chặt vào viên tiểu cảnh rồi Phần bay ra rất đẹp Mọi người nhìn từ phía trên này thấy Thế thì ở nhà mình có cái bậc tam cấp Hay là có tiểu cảnh hay là đơn giản Mình chỉ chơi trong một cái chậu thôi Để cho nó bay ra Thì nhìn cũng rất là nghệ thuật mọi người nhé cái dây này là nó đã hơi in vào đấy rồi mọi người vào vào cành cây rồi mọi người có thể tháo ra giúp em mã S15 cây này thì dáng bay và tựa vào đá nhìn khá duyên dáng mọi người nhé cây S15 này khá duyên này cây này là s16 này ở bông tản phân này ở thân thì phân nhánh ra nhiều tầng này cây này cây một cốt mọi người nhé chứ không phải là nhiều cành chắp vào một cây đâu nhà vườn bảo hành như các bác là chỉ cây từ một gốc mà ra đấy và phân chia thành rất nhiều cảnh nhiều hướng khác nhau mọi người nhìn từ phía trên này tuy vậy nhưng mà không bị rối mọi người có thể nhìn từ phía dưới nữa Đấy, xếp tầng tầng tản vân nhìn rất là nghệ thuật luôn mã s 16 mọi người nhé đấy hàng hoàn thiện không có bị thiếu bông không có bị lép mặt nào So với cây 15 thì cây 16 này làm khó hơn nhiều và phức tạp hơn nhiều mọi người nhé Nếu bác nào thích cây 16 này thì lấy Thích đơn giản thì lấy 15 Đây là mã S18 mọi người nhé S18 này mọi người có thể nhìn rõ là nó nó làm có một phần Là phần trực này Bên dưới là phân chia làm à, ba đầu này ba thân đấy Và cũng đã hoàn thiện rồi Bông tàn rất là ấm Về táo dây ra ở đây có một vết sẹo nhé, quay gần cho mọi người nhé. Cái sẹo này rất là đẹp, mọi người không phải sợ là nó mục cái gì cả à, bo rồi mà S18 này, đấy mọi người nhìn thì phía trên Lá xanh mướt Bóng Rất đẹp, mình chơi luôn Mã S18 Bông tàn tầng tầng lớp lớp Còn đây là mã S19 này, dành cho bác nào thích Cây dáng bay, cây này thì bay rất là nhiều, cây này nó bay xa những cái khác nó bay khoảng 50 cm đấy bác nào mà có cái, cái cái hồ cá cho nó bay bay xuống cũng rất là đẹp nhìn rất là nghệ thuật mại S19 đây mọi người nhé Đây là mã S19 đây là nhìn từ trên cao này đường thân vậy nhưng mà không bị đơ gốc nào cái này có cái đường thân rất đẹp Cây này thực ra là giống dáng cây S18 đấy nó có một phần trực và ở phần dưới các bông bay ra nhưng mà cây này bông của nó bay hơn Mã S19 này 790 000 bao phí ship đấy mọi người nhé Còn đây là mã S20 này Cây này thì Thân của nó đã thành màu trắng rồi Và bác nào thích mà cây mà nó Có cái tông nó cao Tức là nó, như cây này là nó Ôm tựa ở phần cao xong dễ nó buông xuống Hãy nhìn từ góc độ này Thấy cái độ hoàn thiện của nó Và nhìn cũng rất là nghệ thuật Dáng dấp khá là đẹp Mã S20 mọi người nhé S20 Bác nào thích cái tông cao và dễ nó buông xuống thì lấy mã này Rất nghệ thuật Còn đây là mã S21 S21 Đây là đường thân của cây này Dễ ôm rất là chặt vào viên tiểu cảnh rồi dáng dấp cũng rất là đẹp Bông tàn hoàn thiện Ấm tàn Không bị dối mắt Mã S21 Mã S21 nhìn từ phía dưới đây mọi người Đấy Phân chia nhánh rất là hợp lý nhé mọi người nhé Đường thân không bị đơ Vâng và đây là mã cuối cùng Mã S22 Cũng tương tự như mã S21 Cây này thì đường thân xoắn vặn hơn Bông tán cũng hoàn thiện Cây tựa vào viên tiểu cảnh bông xếp tầng tầng lớp lớp nhìn cây cũng rất là duyên rất là nghệ thuật đây là tất cả những cái mã ngày hôm nay các bác ưng ý cây nào thích cây nào thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em để mình chốt nhé Cảm ơn các bác đã theo dõi